1001 câu chuyện. Hello, xin chào các em, và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi miếng ticker 5.000 đồng này nha. Wow, một miếng ticker xịn sò, phía sau nó còn có tô màu nữa nha. Wow, hai cô nàng rất là xinh luôn. Một cô nàng là công chúa mặc một chiếc váy lộng lẫy, còn cô bên đây thì mặc một phong cách khác, nó sẽ đơn giản hơn nhưng cũng rất là dễ thương. Ở phía sau thì còn có là tòa lâu đài và các đám mây, cảnh rừng núi chim én bay rất là xinh ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ticker 5.000, xem miếng ticker của chúng ta sẽ có cái gì thú vị ha. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là có ba cô nàng công chúa rất là xinh nè, và mỗi cô sở hữu mỗi cái màu tóc khác nhau luôn, đúng không? Xanh lá nè, rồi xanh dương, và cuối cùng là màu xanh hồng, và kế tiếp là những chiếc váy rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện về ba nhân vật này. Đầu tiên thì mình sẽ chọn nhân vật nha. Đó, nhân vật màu xanh lá mạ này đi. Cô tóc xanh lá mạ này sẽ là vào vai một nàng công chúa rất là giàu có luôn. Đó, vậy mình sẽ chọn một cái chiếc váy màu hồng lộng lẫy cho cô ấy. Rồi, trên mái tóc sẽ được cài một cái nơ cũng là màu hồng rất là xinh. Và cô có hai người bạn, một người bạn là tóc hồng. Cô tóc hồng này cũng là một tiểu thư nhà giàu, cho nên tóc hồng sẽ mặc một chiếc váy màu xanh dương rất là xịn nha. Rất là xinh xắn và đáng yêu luôn. Trên đầu đội thêm một cái nón nữa. Đó, một cái nón. Và cuối cùng là một người bạn kế tiếp. Cô bạn này thì khá là nghèo, cho nên là không có váy xinh để mặc giống như là hai cô nàng kia, bởi vì cô rất là nghèo nha. Đó, rồi xong. Bây giờ mình sẽ tạo một cái căn phòng cho cô nàng mà giàu tóc xanh lá mạ này nha. Bây giờ mình để ba cái cô gái này bằng cái chỗ khác đi. Bây giờ chị sử dụng màu xanh dương nha. Chị vẽ hơi xéo rồi, màu đó mình để lại. Vẽ nói chung là đừng có, không có cần thiết hẳn quá, nhưng mà chúng ta ít nhất phải vẽ cho nó tương xứng với nhau một chút xíu ha. Đó, trời ơi, sau khi chị vẽ lại thì nó đã ổn hơn một chút xíu. Tuy là nó ổn nhưng mà nó cũng chưa có được hẳn cho lắm. Một hồi nhắn nót thì đã xong rồi, nhìn nó vậy thôi chứ vẽ nó cũng khá là lâu nha. Ở bên này hai cái chóp cạnh bên đây thì mình cũng vẽ thêm một bông nữa, bên này hai bông. Xong rồi, bây giờ mình sẽ dán thức ăn lên nha. Mình đặt cây hoa hồng lên trên cái bàn luôn nè. Đó. Có kẹo nè. Có ấm trà. Có ly trà sữa. Và một ly trà chanh. Quá trời thức ăn ngon luôn. Ê, có một cái khung cửa sổ nho nhỏ nữa. Chị sẽ trang trí để ở đâu cho nó đẹp ta. Ở đây đi, chị sẽ đặt ở đây. Còn có một cái gương soi nữa. Cái này là cái đồ giống cái đồ đánh golf quá. Trái cherry nè. Đó, có mấy con chim nữa. Đó, cái này mình sẽ dễ trang trí trên cái màn nha mấy em. Wow, rồi tiếp theo là những cái bộ váy nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, mình sẽ đặt luôn ở trong đây nha. Hoa bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái bông hoa để trang trí cho cái tấm rèm xinh đẹp nha. Cái này thì mình đặt ở giữa. Trời, bánh còn nhiều lắm em. Đó, trời, nguyên một bàn bánh đầy ắp luôn. Túi sách nữa nè. Đó, một căn nhà có rất là nhiều phụ kiện luôn nha mấy em. Đó, đúng là nhà giàu rồi. Xong hết rồi.
Mình đã chuẩn bị buổi tiệc xong hết rồi, sao mà tóc Hồng vẫn chưa thấy tới vậy ta? Hai, mình tới đây nè. Mình còn dẫn thêm tóc xanh theo nữa. Hai đứa mình hẹn đi chung cho nên hơi trễ. Trời, cậu tài lanh quá ha. Mình đâu có rủ con nhỏ tóc xanh Dương đâu, mình chỉ rủ mỗi cậu thôi mà. Hey, thiệt tình, cậu xem kìa, nó ăn mặc như vậy mà đòi đến tham dự buổi tiệc sao? Buổi tiệc này chỉ định dành cho những đứa nhà giàu như hai đứa mình thôi à. Bạn đừng nói thế, tụi mình là bạn chơi chung với nhau, tại sao lại phân biệt giàu nghèo thế kia? Mình tưởng đâu là cậu cũng có rủ tóc xanh Dương đi chứ, cho nên đã hẹn đi chung nhà. Hóa ra vậy mình là vị khách không mời mà tới sao? Mình thật tình là xin lỗi. Mình không nghĩ là nhà cậu lại có một buổi tiệc lớn như thế này. Vậy thôi, mình xin phép mình về trước. Thôi, hai cậu cứ chơi vui vẻ. Khoan, tóc xanh Dương, cậu đứng lại đó cho mình. Mình á đã dắt cậu tới đây thì làm sao mà cậu bỏ về được cơ chứ? Còn nè, cậu đó, cậu thật là quá đáng. Ba đứa mình là bạn thân của nhau cơ mà, sao bây giờ cậu lại phân biệt đối xử như vậy hả? Nghèo thì đã sao cơ chứ? Nhưng mình đã nói rồi, mình không có thích. Thà là đi chơi ngoài đường được cũng được, vô trong nhà mình làm bẩn nhà mình hết. Đó, nhìn đi, đã biết nhà nhà hôm nay có tiệc mà cậu coi kìa, cậu ấy ăn mặc lôi thôi lết hết như thế, có xứng đáng với buổi tiệc sang trọng này không hả? Mình từ nay á, mình cũng công bố luôn là mình sẽ không thèm chơi với nó nữa đâu. Mình chỉ chơi với người giàu giống như cậu vậy nè. Thôi được rồi, hai bạn đừng cãi nhau vì mình nữa. Mà tóc xanh lá nó cũng đúng, mình nghèo như thế này làm sao mà xứng để chơi với hai cậu coi chứ. Coi hai cậu đi, tớ đi theo á cũng chỉ là giống như kẻ hầu người hạ cho hai người thôi à. Sao cậu lại nói như vậy được cơ chứ? Mình luôn luôn coi bạn là cậu mà. Tuy mình nghèo thiệt nhưng mình thật sự rất là muốn làm bạn với hai bạn. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, cậu đứng đây đợi mình một lát nè. Tóc xanh lá, bây giờ cậu quyết định là cậu không chơi và không chấp nhận tóc xanh Dương làm bạn đúng không? Đúng vậy, mình đã quyết định rồi, mình sẽ không chơi với những đứa nghèo hèn đâu, mình chỉ chơi với những người nhà giàu xinh đẹp ăn mặc sang trọng như là bà vậy đó. Thôi được rồi, vậy kể từ bây giờ cậu cứ coi mình không phải là bạn của cậu đi, vì mình chơi với tóc xanh Dương, chơi với một đứa nghèo hèn nè, bây giờ mình cũng nghèo hèn luôn, mình không có xứng để làm bạn với cậu đâu. Thôi cậu chơi một mình đi nha, còn không á thì đi tìm người khác giàu có mà chơi. Tại sao cậu lại như vậy cơ chứ? Bữa tiệc này á bày ra là để cho hai đứa tụi mình, bây giờ á cậu bỏ đi về thì mình biết chơi với ai vậy hả? Thì ráng mà chịu, trên đời này á vừa có giàu vừa có nghèo, bây giờ á cậu cứ thoải mái mà đi tìm người giàu chơi đi, còn riêng mình á mình chỉ thích chơi với tóc xanh Dương thôi, vì tóc xanh Dương rất là tốt tính, mình không có cần biết cậu ấy giàu hay nghèo gì hết á. Nếu mà cậu không đồng ý chơi với tóc xanh Dương á thì mình á hả sẽ nghỉ chơi với cậu luôn. Thôi được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa, mình không có xứng đáng để hai cậu phải như vậy đâu. Tóc Hồng, cậu đừng nghỉ chơi với tóc xanh lá nha, tội nghiệp xanh lá lắm. Thôi, mình chơi một mình cũng quen rồi, còn không á thì mình về mình chơi với mấy đứa hàng xóm với mình, như vậy nó mới xứng. Đó, thấy chưa, tóc xanh Dương lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác, biết nghĩ cho cậu, vậy mà cậu hả cứ là phân biệt giàu nghèo. Thôi mình đi chỗ khác chơi tóc xanh Dương. Thôi được rồi, tớ biết lỗi của mình rồi. Thôi mình không nghĩ chơi với ai hết trơn á, bây giờ hai cậu cùng nhau ở lại đây để tham dự buổi tiệc với mình nha. Cậu có nói thật không đó hay lại giỡn mặt nữa đây, mình không thể tin được. Mình nói thật, mình suy nghĩ lại rồi, dù gì á tóc xanh chỉ có mỗi cái tội là nghèo thôi, chứ tóc xanh vừa tốt bụng nè, lại còn hay giúp đỡ bạn bè, với trong lớp á tóc xanh là người học giỏi nhất, tại sao mình không chơi chung với tóc xanh để nó gương tóc xanh chứ? Còn giàu nghèo hả, sau này lỡ biết đâu cậu ấy sủng cái sẽ có ngày giàu lên sao? Bởi vì cậu ấy học giỏi mà, đúng không? Thật là bây giờ mình được ở lại đây chơi sao? Mình cảm ơn cậu nha tóc xanh lá. Mình rất là vui khi được kết bạn với hai người vừa xinh đẹp lại còn giàu có. Nhưng mà ý mình nói vậy không phải là mình muốn lợi dụng hai bạn đâu nha, tại vì hai bạn rất là đẹp gái cho mình muốn chơi chung á. Vậy là ổn rồi nha. Vậy là bây giờ ba đứa tụi mình nè có thể là nhảy vô để tham dự buổi tiệc rồi đó. Nói chứ nãy giờ đứng cãi nhau mình đã bụng muốn chết. Ta-da! Và câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và qua câu chuyện này thì các em nè, nhắc nhở các em đó chính là khi mà chúng ta chơi bạn á thì đừng bao giờ quan tâm đến người đó giàu hay nghèo, nhưng mà hãy để tâm đến tính tốt hoặc là tính xấu. Người đó thí dụ như có giàu nhưng lại xấu bụng nè, luôn lợi dụng bạn bè hoặc là chơi khăm bạn bè, thì có giàu cỡ mấy cũng không nên chơi nha. Còn tuy người ta nghèo về vật chất nhưng nếu như người ta tốt tính rồi hả tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác không vì bản thân mình thì nên chơi nha. Và câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại các em ở câu chuyện sau. Bye bye.